Tự nhiên dạo này nhiều thứ xảy ra, cảm thấy cuộc sống nghiêm khắc với mình quá. Rồi, một câu rất là tự sự não nề, có bạn nào như vậy không? Rồi chúng ta sẽ nhìn cái câu này nhá. Thực ra nó không khó đâu mọi người ạ, các bạn tách ra từng vế cho mình nhá. Tự nhiên dạo này nhiều thứ xảy ra. 最近いろいろなことが起きて. Dễ rồi đúng không nào? Cái vế sau này, cảm thấy cuộc sống nó nghiêm khắc với mình quá. Thì bây giờ cái từ cuộc sống các bạn dùng cái từ gì nhỉ? Yononaka wa, ok. Yononaka wa nghiêm khắc với mình. Jibun ni kibishi sugiru. Và cảm thấy nào? To kanjite imasu. Hoặc là kanjiru koto ga aru desu ne. Thế thì ghép lại một câu sẽ là gì nhỉ? 最近いろいろなことが起きて 世の中は自分に厳しすぎると感じています. Hoặc là 感じることがあります. ある cũng được, 感じている cũng được nhá. Tức là chúng ta dùng văn ngắn. Văn ngắn thì văn ngắn hết, còn văn dài thì thể lịch sự thì lịch sự hết nhá. Hãy câu tiếp theo này. Ngày xưa thì chẳng biết buồn, chẳng biết cô đơn là gì cả. Rồi, câu này dễ thương đúng không? Ngày xưa thì chẳng biết buồn, chẳng biết cô đơn là gì cả. Thì cái từ buồn ấy mọi người, các bạn có dùng từ gì nhỉ? Kanashisa, ne, kanashisa. Còn cái từ cô đơn thì các bạn có thể dùng từ kodoku, ne, kodoku là cô độc. Hoặc là cùng một cái từ là tính từ với cái từ kanashisa thì chúng ta có thể dùng là gì nhỉ? Sabishisa. Đó nhá, thì cái từ sabishi là cái cảm giác buồn, cô đơn. Thì cái câu này là ngày xưa nhá, mukashi wa desu ne, mukashi wa hontou no kanashisa ga donna mono ka shiranakatta shi kodoku ga nani de aru ka mo shiranakatta. Đó thì chỗ này là mình đang tách cái câu thành hai, tức là nhấn lại thành hai lần đúng không? Không biết cái này mà cũng chẳng biết cái kia. Thế thì ngoài ra các bạn có thể nói cái câu ngắn hơn thành là gì nhỉ? Mukashi wa hontou no kanashisa ya sabishisa tte donna mono nano ka shiranakatta. Ok chưa nào? Cái nào cũng được, được chưa nào? Hay, nhưng mà nhấn ở bên trên thì nó sẽ kiểu như là đúng chất kiểu tự sự hơn nhá mọi người nhá. Hay. Nhưng mà lớn lên thì mới thấy là không phải là không có ai ở bên cạnh mình, mà là lúc cần thì chẳng biết gọi cho ai cả. Nhưng mà lớn lên thì mới thấy là, các bạn thấy nhá, thực ra cái câu này trong tiếng Việt ấy, nó dồn hết ở đầu câu, nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó sẽ là tách ra mọi người ạ. Nhưng mà lớn lên, otona ni nattara, thì thấy thế nào đó, thì cái từ mới thấy là chúng ta vứt nó tít ở cuối cùng cho mình nhá, đó là kizuita. Thế bây giờ thấy cái gì nhỉ? Đó là gì nhỉ? Không phải là không có ai ở bên cạnh mình. À, thì câu này mình sẽ nói là gì đây? Jibun no mawari ni hito wa iru kedo. Xung quanh mình thì có người thật đấy. Chỉ là chúng ta bóc tách thành cái câu mà cho nó kiểu văn phong nó nhật hơn một chút đúng không nào? Jibun no mawari ni hito wa iru kedo. Nhưng mà gì nhỉ? Là lúc cần không biết gọi cho ai cả đúng không? Dare ni soudan shitara ii no ka wakaranai koto ni kizuita. Ghép lại cùng câu nhá. Nhưng mà demo otona ni nattara jibun no mawari ni hito wa iru kedo dare ka ni soudan shitara ii no ka wakaranai koto ni kizuita. Ok? Thậm chí có nhiều lúc mình còn phải an ủi người khác bằng những cái câu mà mình chưa được nghe bao giờ. Nghe thương quá đúng không? Thậm chí đúng không? Sore nano ni. Ok chưa nào? Dẫu vậy thì đúng không? Thì bây giờ là an ủi người khác bằng những cái câu thế nào nào đó mà mình chưa được nghe. Thì trong cái câu văn tiếng Nhật thì sẽ là gì nhỉ? Bằng những cái lời mà chưa được nghe và sau là an ủi người khác. Thì cái từ an ủi là gì mọi người nhỉ? Nagusameru desu ne? Nagusameru. Thế bây giờ là mình sẽ có một cái cụm từ đầu tiên là gì nhỉ? Bằng những cái lời mà chưa được nghe từ người khác bao giờ là gì nhỉ? Jibun ga itte moratta koto mo nai you na yasashii kotoba. Tại sao mình phải thêm cái từ yasashii để nó khác một chút so với bản gốc của mọi người nhỉ? Mọi người biết không? Thực ra ấy, thì nếu mà chúng ta nói là gì nhỉ? Những cái từ mà chúng ta chưa được người khác nói cho bao giờ thì cũng được thôi, không có tính từ cũng không sao cả. Thế nhưng mà trong tiếng Nhật ấy mọi người, thì thường trước cái tính từ, trước cái danh từ mà nó không có một cái tính từ đi kèm, ví dụ từ kotoba chẳng hạn, thì cái nghĩa nó sẽ hơi bị tối nghĩa. Nên là các bạn thêm cho mình một cái từ là yasashii kotoba vào đây, để cho cái sắc thái câu văn nó kiểu dễ hiểu hơn so với cái văn phòng người Nhật nhá. Sẽ là gì nhỉ? Jibun ga itte moratta koto mo nai you na yasashii kotoba. Và thêm một cái nữa là tại sao là itte moratta nhỉ mọi người nhỉ? Là mình được người khác nói nhá, mình được người khác nói, thì nó sẽ khác một chút so với tiếng Việt là gì nhỉ? Chưa từng được nghe bao giờ, thì sang tiếng Nhật là được người khác nói, thì nó sẽ
nó sẽ đúng kiểu nhật hơn nhá. Thế còn đoạn sau này, chito nagusame nakereba naranai koto mo aru nhé. Koto mo aru là thỉnh thoảng cũng có những lúc hay nào đó nhá. Thì đằng sau dễ rồi, chúng ta đi tiếp sang cái câu gần cuối nhá. Đúng là những cái lúc như này chỉ cần một cái ôm, một cái người nào đó ở bên cạnh mình thôi, mình không cần nói gì cả, cũng đã cảm thấy là mọi thứ nó dễ thở hơn rất nhiều. Rồi, câu cuối của chúng ta đúng không? Đúng là những lúc như thế này, konna toki ni, konna toki ni, chỉ cần một cái ôm, một người nào đó ở bên cạnh mình mà không cần nói gì cả. Được chưa nào? Cái gì nhỉ? 自分を抱きしめてくれたり, ok, và ở bên cạnh mình không nói gì cả nhá, là gì nhỉ? 何も言わずに, ただ soba ni ite kureru hito ga iru dake de, chỉ bằng cái việc là ai đó ôm mình đúng không? Hay là ngồi cạnh mình mà không nói gì cả. 何も言わずに, ただ soba ni ite kureru hito ga iru dake de. Và đằng sau này, 人生は, thì cũng cảm thấy cuộc đời nó dễ thở hơn rất là nhiều, cảm thấy mọi thứ nó dễ thở hơn rất là nhiều. Thì cái từ dễ thở ấy, mọi người, các bạn dịch cho mình thành cái từ nhỉ, 楽になる, là gì nhỉ? 人生は, cuộc sống, cuộc đời đúng không? だいぶ楽になるんだろうな, ok, なるんだろうな, cái từ だろうな thì nó sẽ kiểu mang tính chất tự sự hơn đúng không nào? Thì cuộc sống nó sẽ trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Hoặc là gì nhỉ? 人生はだいぶ楽になるのにな. Các bạn dùng cái kết câu nào cũng được nhá, だろうな hoặc là のにな, cái nào cũng được. Đấy, một dòng tâm sự nhưng mà chuyển sang tiếng Nhật, nhưng mà mình hy vọng là một chút cảm xúc nhưng mà xen vào cái việc học của chúng ta thì sẽ giúp cho các bạn có thể dễ nhớ tiếng Nhật và hấp thu tiếng Nhật dễ hơn nhá. Và cố gắng hãy duy trì cái thói quen luyện dịch mỗi ngày như thế này để tiếng Nhật của mình sẽ tiến bộ hơn mọi người nhá. Hãy và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip khác nhá. Bye bye.